Ừ. Ok, chào các anh em. Cơn mưa chiều bất tận là mình cũng bất ngờ luôn. Nhìn đi mua mấy cái cây rau về trồng ra mà thấy cái quán nhỏ cá lóc nướng cũng tò mò. Thì vô thì thấy có mấy bạn đang ăn, mình thấy cũng là lạ, cái món lạ lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên thấy luôn. Thì đây là cái hột vịt nướng muối ớt như theo lời của cái chị chủ quán, ăn rất ngon nha. Thì mình ăn hết một cái chén này rồi đó, đây là có tắc. Còn đây là cái hột vịt nè, có ớt nè, có rau thơm và có cái đậu phộng đây nè. À, ăn rất là ngon nha, nó có một cái vị đặc trưng của vịt lộn, nhưng mà được phối trộn với lại đậu phộng và cái rau, nó tạo ra một cái vị thành là ngon lắm. Rồi mình cũng thử qua cái cháo hến rồi, cháo ngon. Nó cái nếp này giống như là ở ngoài Huế vậy, là mình không biết là có cùng một loại gạo hay không, nhưng mà khi mình ăn ở Huế thì cũng có cái vị giống như này đó. Nhưng mà cái hến ở Huế thì nó hơi khác hơn một chút thôi, nó mỏng hơn. Đây thì có vẻ như nhiều thịt hơn. À đúng rồi, con hàu. Vậy là cái này là cháo hàu chứ không phải cháo hến, vậy là mình bị nhầm. Đó là mình tiện là mình kêu một combo luôn. Đó là đây là cái nước ép cốc nè. Ăn cháo kết hợp với cùng với hột lộn ngon lắm. Đó là đây. Các bạn rồi chứ chị, ở dưới miền Tây người ta bán nhiều lắm nhé. Đó, miền Tây đúng rồi, miền Tây kia ăn cháo. Thường thì những cái món này dành cho nhân nhậu hoặc là xì tin ăn, nhưng mà thực sự là cái khẩu vị nó làm cho người lớn cũng ngất ngây ha. Đây là Di Linh, hôm nay mưa nên là thời tiết nó hơi âm u đây nè. Đó. Trước đây là thấy cái nhà máy sản xuất cửa, nhưng mà bắt đầu đó ở đây nha anh em. Cá lóc nướng nè. Cái này nó đặc biệt là nó có cây mía nè, thấy không? Anh em thấy có cây mía gọi là cá lóc nướng mía nè. Có mình quay ở bên ngoài vô. Là một cái combo, nó rất là nhiều cái ở bên đây thì là nó có một cái tủ trái cây nữa. Đó, có một cái tủ trái cây. Thấy là có thơm rồi, cấp những cái trái cây phổ thông cho làm những cái món nước ép. Đó. Đó, cô chủ rất là xì tin nha. Thì hôm nay Huy lên trên Di Linh là chủ yếu review về vấn đề cà phê, tức là cái Spesco Coffee. Thì khi về thì anh chị em tặng cho bông hoa, tiện là mua luôn mấy cái cây rau về trồng. Đói bụng thì thấy tò mò vô trong này. Ăn rất là ngon nha. Cho một quả đi chị. Một quả. Hàu sữa đây anh em thấy cái hàu sữa này nó ngọt và nó nhiều thịt hơn là hến. Còn đây là cái trứng nè, đó nó một con combo như này. Trứng thì là hơi già. Cái này là một trứng là bao nhiêu tiền chị? À vậy hả?
Vậy đây là một trứng 10.000 là khá là rẻ nha anh em nha. Tức là ta thấy đó, bình thường là mình ăn khoảng chừng 6-7.000 một trái trứng. Nhưng mà ở đây là nướng lên rồi chế biến như vậy với cái giá 10.000 thì mình thấy rất là rẻ nha. Hàu này là bao nhiêu tiền? Wow, này là rất là rẻ nha anh em. Một cái tô chất lượng như này với giá mà 20.000 là thật sự là giá rất là phù hợp cho gọi là học sinh sinh viên đấy. Cái công đoạn làm cái trái trứng này nó công phu lắm. Huy để ý thì thấy là luộc lên nè ha, xong bắt đầu nước mắm theo mình suy đoán thì tỏi với ớt nè. Đó. Ớt xanh nha, cái đặc biệt là có ớt xanh rồi sa tế gì đấy. Nó tạo ra một cái màu sắc và một cái vị cay. Rồi còn hành và đậu phộng. Ok. Coi quá trình nướng. Cái này cực kỳ ấn tượng luôn. Đó là cá lóc nướng mía thì mình đã thấy ở Cần Thơ nè, rồi ở một số địa phương khác nè. Rồi nhưng mà cái trứng nướng này lạ. Mình chưa thấy bao giờ. Tất nhiên là trứng nướng, trứng gà nướng thì mình ăn nhiều rồi, nhưng mình trứng hoặc vịt lộn nướng như này cực kỳ là mình thấy rất là tinh tế nha, công phu lắm. Thì trong một số cái tạp chí mà nói về ẩm thực á, thì cái trứng vịt lộn là một trong những cái thức ăn phổ biến tại Việt Nam, nhưng mà nó liệt liệt vào là dạng kinh khủng. Bởi vì nhìn nó có vẻ như hơi ghê ghê, nhưng mà cái cách làm như này phải nói là nó hoàn toàn khác nha anh em. Nó hoàn toàn khác, nó không đơn thuần chỉ luộc lên thôi mà nó đòi hỏi cái sự khéo léo của người chế biến nè. Đó, rất là ngon. Thật sự cái này mà ngồi nhộng là bá phát luôn nha, tại vì nó có cái vị chua nè, rồi sôi lên là nó ngon không? Anh em thấy ngon không? Anh về anh ăn cá lóc nướng à? Thì anh em thấy cô chủ quán rất là xì tin. Và thực sự rất là có duyên nha anh em. Hồi xưa là chắc là nghe nói là cưa đổi nhiều anh lắm nên rồi giờ mới từ Nam Định mới vô đây. Đúng không? Rồi ok, bây giờ là lúc nãy Huy ăn một cái chén đầu tiên Huy thử rồi. Bây giờ đến cái chén thứ hai nè. Đó, bắt đầu thử cái chén thứ hai nè. Đó thì đây là cái quả tắc nè, mình bắt vô nè. Đó, đúng không? Đó, quay cho anh em thấy nè. Thật sự là rất là ấn tượng, rất là ngon nha. Bây giờ mình đang suy nghĩ làm sao mua cái này để mang về đây. Mình mua về để mình chia sẻ cho mọi người ăn cái món này. Nên là lát nữa mình mua thêm. Này là bỏ trong cái bánh mang về hộp thôi. Rồi về là mình phải nếu như mình muốn ăn nóng á thì mình về mình bỏ vào mình hâm lại. Còn không á, nếu mà ở gần á thì được mà. Ok. Về khoảng 10-15 phút ăn luôn vẫn còn nóng. Ok. Vậy là mình sẽ mua về, sau đó mình sẽ hâm nóng lại. Điều chắc chắn là mình mất một cái khoảng thời gian hơn nửa tiếng đi về. Ok. Hâm lại. Giới thiệu anh em đó, đây là ớt nè, mình thấy nè, cái màu sắc cực kỳ ấn tượng luôn nha anh em. Tại vì mình chưa có thử cái con cá nên là mình chưa có biết, thì mình sẽ về mình cái thời gian mình về mình review cái con cá sau. Thì nhìn cái này, cái màu sắc cực kỳ ấn tượng luôn đó. Cái màu vàng nó xen lẫn giữa cái màu xanh của cái lá rau răm và cái ớt đó, nó trang trí lên nó thật sự mới nhìn vô không ai nghĩ đây là trứng vịt lộn luôn, cứ nghĩ là cái gì đó. Rất là ngon. Mình không biết rằng
món ăn này có giải cảm hay không, nhưng điều chắc chắn rằng là nó không có nóng. Tuy nhiên ăn vô á, cái nó đổ mồ hôi liền. Thì khi mà một cái thức ăn mà đổ mồ hôi, nó tạo ra một cái gọi là một cái cơ chế hưng phấn lắm, là nó giống như là gọi là giải cảm vậy đó. Hay lắm. Thật sự thì cái khả năng ăn 10 trái ở cấp độ này là có thể tin được nha anh em. Đó, nhưng mà mình sẽ để bụng để mình còn ăn những thứ khác ha. Đây là một cái được xem như là một cái combo có cái nước ép thơm thơm và cốc nha. Đó, ép nè, thấy không? Ép cam nè. Đó, đây là cái ép cam nè anh em. Đó, thấy không? Đó. Rồi ép cốc. Cô chủ quán có đập trứng là cái quá trình nướng là hấp dẫn lắm anh em. Thật sự là mình nói rằng là anh em đều biết là trong tạp chí thế giới họ đánh giá cái trứng vịt lộn này nó ở những cái ý kiến trái chiều, nên là nó nổi tiếng lắm nha. Rất là nổi tiếng. Trứng vịt lộn Việt Nam là được những cái tạp chí nước ngoài họ đánh giá, họ nói là một trong những thức uống kinh khủng. Ủa nhưng mà chị, cái trứng này nó xuất phát từ nguồn gốc ở đâu, khu vực nào họ ăn nhiều hay là gì chị? Em thấy trên mạng á. À dạ. À tức là thấy trên mạng là mình làm thôi vậy. Ok. Quá tài hoa luôn đó anh em. Anh em vừa đã lướt qua trong vòng 5 giây thấy nụ cười của cô chủ quán là biết là bàn tay tài hoa rồi. Đó, nhìn trên mạng thôi mà đã làm được cái cấp độ như thế này rồi, đó, quá hấp dẫn luôn. Mình cũng không biết nguồn gốc xuất phát hay là nghe nói cái món này là ở Thái Lan. Món này ở Thái Lan nha anh em. Đây, đây là nước chấm luôn luôn là linh hồn của tất cả mọi thức ăn. Bây giờ mình đã phát hiện ra bí mật rồi. Ngày mai mình sẽ bán trứng vịt nướng muối ớt, anh em ủng hộ nha. Đúng không? Nha, mai anh cấp nghề luôn nha. Chị chủ quán rất là xinh nha. Anh em cứ để ý mai mốt lên trên Di Linh là hỏi quán muối ớt hot girl ở đâu đó. Đó. Mình ăn nhiều lắm á, nhưng mà vì mình còn chừa bụng, cái thứ hai nữa là hôm nay đi thời gian nó ngắn nên là không có mang theo nhiều tiền, nên là không dám ngồi lại ăn hồi cái hết tiền luôn đó. Review có bớt tiền không? À vậy hả? Review có bớt tiền đó. Nào quay lại trả được mà. Đó thấy chưa? Quay là mua là xù luôn rồi sao? Không sao. Không sao hết. Anh em thấy cái sự xì tin của cô chủ rất là ấn tượng nha anh em. Rồi lấy cho em một cái nước ép cốc này nữa. Có chưa? Cốc. Không phải sao mình bị hấp dẫn bởi cái màu sắc và cái mùi khói than nha anh em. Giống như là hồi xưa mình là người đốt than hay sao, mình cứ thấy chỗ nào khói mình khóa. Mình cứ thấy chỗ nào mà có khói là mình khoái. Chắc sinh ra trên khói. Hồi xưa chắc mình đi đốt than thì phải. Mình phải nói rằng giá cả cực kỳ là, phải nói rằng đối với mình là nó rất là rẻ. Không biết anh em như thế nào nhưng quá rẻ luôn. Một trái trứng mà làm công phu mới có 10.000 như thế này thì thực sự là quá rẻ. Đó, quá rẻ. Còn con cá là mình không biết sao, nhưng mà lúc nãy mình có trả giá là con 150, mình trả xuống còn 130. Đó là mình không biết là mắc rẻ, mình chưa ăn, mình chưa biết. Mình sẽ về mình ăn, mình sẽ review cho anh em thấy là cái cá này theo như lời của cái cô chủ nói rằng cái nước chấm nó cũng rất là ngon. Thì mình nghĩ rằng là đã làm được cái trái trứng ngon như này rồi thì tất nhiên cá nó sẽ là phải ngon rồi, đặc biệt là nướng bằng cái
cái cây mía nó sẽ mang một cái vị ngọt thanh, và cái hậu vị nó sẽ sâu lắng hơn là nướng bình thường. Nên mùa mưa này mình có cá mà mình ngồi nhậu hay là mình hú bạn bè, thì chiều nay mình sẽ hú một vài anh em đến thưởng thức. Đó, như vậy. Còn nếu mà anh em không đến là mình ăn hết luôn. Nhá. Yeah. Rồi ok. Tại vì khi mà có hú bạc thì về mình nướng lại trên bếp hoa bếp ga cũng được. Rồi ok, vậy là mình lát nữa mình sẽ xin cái số điện thoại mình để sau này mình muốn ăn cá là mình chỉ gọi điện. Đó, thấy không? Đó, anh em thấy là đi chơi phượt giống mình nó cũng vui lắm. Đó, mình thích đi đâu thì mình ghé đó thôi. Thì anh em đều biết là đối với nhiếp ảnh thì có rất là nhiều cái vấn đề quan tâm. Đó, đi hồi cái là đồ đạc sách lủng củng hết. Rồi cái lại đến khi đến đâu cái lại cho hết rồi mang về người không. Đó. Rồi chị đọc cái số điện thoại chị vô đây luôn. Đây nè, anh. Đây. Đây để anh em nào mà ấy này, đây cái số điện thoại nha. Đó. Đây số điện thoại của chị đó nha. Đó, anh em nào mà tiện đường thì mình cứ gọi liên hệ với chị đó, thì chị sẽ ship đề. Ngon lắm anh em. Ừ.